các bạn chú ý lên bài giảng tí. Thầy thấy có một số bạn là làm hơi chậm, thành ra là cố gắng cốt thêm. Đối với lại phần kế thừa thì chúng ta đã kế thừa từ lúc nãy một cái ví dụ rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta xem thử là trong kế thừa này có vấn đề gì. Ghi đề đa hình overload. Overload này khi mà các bạn kế thừa đó, khi các bạn kế thừa thì các bạn sẽ có những phương thức mà trước đó cha đã viết rồi, con viết lại. Đó. Rồi cái đa hình này để đến mình giải thích cho nó dễ. Trừu tượng có những cái phương thức, có những phương thức mà các bạn đang xây dựng một cái lớp thì không biết nó làm bằng cách nào. Ví dụ tính thuế, khi mà bạn xây dựng một cái lớp sản phẩm, thuế có công ty là 10%, có công ty là 7%, có công ty là 5%. Có nhiều khi người ta tính thuế là dựa trên số lượng nữa. Nói chung là cái phương thức tính thuế của chúng ta làm sao? Chưa biết. Tại thời điểm mà xây dựng cái lớp mà product á là chưa biết. Nhưng mà cái phương thức mà xuất hoặc là phương thức mà tính thành tiền, thành tiền là bằng giá cộng thuế. Được không? Làm được. Giá biết rồi, thuế chưa biết. Nhưng mình có mong muốn là viết thành tiền, viết hàm xuất. Vậy thì nó rất là khó nếu như chúng ta bỏ qua về thuế. Bỏ qua về thuế thì không thể viết hàm xuất được. Và cuối cùng cái class sản phẩm của chúng ta cũng không hoàn thành. Vậy nhằm mục đích để hoàn thành cái lớp sản phẩm, hoàn thành cái class sản phẩm, mặc dù là chưa biết tính thuế thì sao? Vậy chỗ này người ta sẽ dùng trừu tượng, tức là bản thân cái thuế mình sẽ biết rằng nó sẽ trả về một con số, số thực hoặc là số nguyên tùy mình, và mình cứ viết nó mà bên trong ruột mình không viết gì hết, trả về một con số thôi, viết cái vỏ thôi, còn cái ruột không viết. Thì tại thời điểm mà mình viết cái product á thì cái thuế của mình chưa tính được, nhưng mà mình sẽ biết nó trả về con số và mình viết nó là trừu tượng. Và những phương thức khác thì mình dùng cái thuế đó mình xài bình thường, nhưng đến cái lớp kế thừa, ví dụ như thuế của áo, của quần, của áo khoác, thì với mỗi cái sản phẩm cụ thể như vậy thì mình có thể viết lại một cái lớp mới kế thừa từ cái lớp product, và mình cho mỗi cái một cái thuế vô, mình viết lại cái lớp thuế này thì nó sẽ hoàn thiện. Đó là abstract. Interface extend là gì các bạn? Khi mà các bạn kế thừa thì cha có gì con có đó, và gần như không cần viết lại, giống như hồi nãy mình kế thừa của cái sinh viên á, cái đặc tả đó. Khi mà các bạn kế thừa, các bạn chỉ cần khai báo kế thừa và xài lại bình thường, không cần làm gì hết. Ví dụ như đặc tả truy xuất, bây giờ bạn qua bạn khai báo đặc tả truy xuất 2 thì bạn xài hết tất cả những gì mà liên quan đến đặc tả truy xuất 1 có, không cần viết gì hết, gọi là kế thừa. Interface thì chúng ta sẽ làm thêm co thêm cái chỗ này. Interface là gì? Rồi từ khóa selected, từ khóa final, đó là nội dung của cái phần 2. Phần 2 thì hơi phức tạp nữa nha, mới chỉ có slide 1 thôi, nhưng mà chúng ta review lại khá nhiều. Extend là chúng ta đã biết trước, bây giờ chúng ta sẽ dùng qua cái phần từ khóa super. Từ khóa super là dùng để gọi gì? Gọi những cái phương thức nào mà thuộc của lớp cha thì chúng ta gọi lại, gọi là super.
Overlord. Overlord là cha có con có, là trường hợp lớp con và lớp cha có phương thức cùng nhau cùng cú pháp, cha có con có đều có phương thức cùng cú pháp, nên đối với lớp con nó sẽ sử dụng ghi đè lại lớp cha. Cha viết rồi, cha viết rồi, nhưng mà nếu con viết lại thì nó dùng theo con, được chưa? Overlock viết lại, cha đã có rồi nhưng mà không muốn xài, muốn sửa lại tí xíu thì con viết lại. Như vậy khi mà chúng ta xài ở con thì chúng ta khai thác lớp con. Abstract khái niệm hồi nãy nói rồi, và bây giờ chúng ta sẽ vô demo cái phần abstract. Chúng ta viết lại một cái product tính thuế, được chưa? Chúng ta sẽ viết lại đây và tính thuế get điểm chẳng hạn. Ok, bây giờ đối với lại sinh viên mình sẽ ví dụ về một cái sinh viên thầy tạo ra một cái package là quản lý sinh viên, tạo ra một cái package quản lý sinh viên và thầy sẽ mượn cái sinh viên này qua. À, chào em. Mình mượn cái sinh viên này qua. Trong sinh viên này chúng ta đã có xếp loại, và chúng ta điểm ở đây bỏ, bởi vì hiện nay mình chưa có điểm. Đối với trường hợp này là thầy không có điểm. Không có điểm. Không có điểm. Rồi. Như vậy thì bây giờ ở cái chỗ xếp loại bắt đầu phát sinh vấn đề nè. Thấy phát sinh vấn đề chưa? Mình cũng muốn là có xếp loại. Mình cũng muốn là có xếp loại. Nhưng mà xếp loại phải có điểm. Vậy vấn đề phát sinh đây chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Đó, ở phía dưới này phần điểm này chúng ta đã bỏ đi. Còn cái phần trên thôi. Vậy chỗ này set điểm và get điểm. Điểm này đâu ra? Điểm này đâu ra? Vậy chúng ta sẽ dùng đến một cái là attribute. Attribute viết ra một cái phương thức get điểm attribute. Để chỗ này chúng ta sẽ khai báo phương thức này là abstract. Khai báo phương thức abstract. Abstract đối với chúng ta. Và nó nói rằng là phương thức này muốn là abstract thì cha nó phải abstract. Con mà muốn abstract thì cha phải abstract. Được chưa? Con abstract, cha abstract. Lại phát sinh vấn đề. Tạm thời chỗ này mình đang làm cái gì đơn giản mình ví dụ trước đi. Còn những cái lỗi đó tính sao. Rồi.
Như vậy tại chỗ này, mình viết một cái phương thức và không có nội dung, là không có mở và đóng ngoặc. Còn tại chỗ này, vì cái phương thức cũ mình có mở đóng ngoặc cho nên nó báo lỗi, và phương thức này mình đổi lại hết lỗi, được chưa? Phương thức này hết lỗi và mình chỉ cần điểm chỗ này thôi, còn xét điểm bỏ đi, tí nữa nói tiếp. Như vậy coi như là có điểm, coi như tại thời điểm này là có điểm, mặc dù mình không biết điểm nhiêu hết. Chỗ này mình để ghép điểm trung bình đi cho nó khác tí xíu, ghép điểm trung bình. Vậy ở đây chúng ta muốn xếp loại thì thay vì chúng ta lấy điểm để xếp loại thì chúng ta lấy gì? Lấy ghép điểm trung bình, ghép điểm trung bình để xếp loại. Còn điểm trung bình hiện nay của các bạn lại nhiều, thầy không biết, không biết tính làm sao hết. Như vậy với cái lớp sinh viên này nè, chúng ta đã giải quyết được gì? Nhập, nhập được tên, mã số sinh viên, năm sinh, điểm chưa có. Xuất, xuất, xuất được tên, mã số sinh viên, năm sinh, xếp loại, điểm chưa có. Hoặc chỗ này bạn xuất được điểm luôn, điểm trung bình xuất luôn, get điểm trung bình có luôn. Trong khi chưa biết điểm là nhiêu hết mà xuất được luôn, đó gọi là trừu tượng. Mặc dù không biết nhiêu điểm hết nhưng mà có. Hả? Chạy không được. Bây giờ chạy không được, áp trắc các bạn chạy không được. Rồi, bây giờ bắt đầu đi dùng ha. Trong cái quản lý sinh viên mình đã có sinh viên mới rồi nè. Bây giờ đi dùng nè. New một cái class là QL sinh viên luôn. Và trong class quản lý sinh viên này, chú ý nè, trong class quản lý sinh viên này mình sẽ gọi lớp sinh viên SV bằng new sinh viên, mở ngoặc chấm phẩy, không được. Nó báo là gì? Cái này là áp chắc, không xài được. Vậy muốn xài, muốn xài thì phải làm gì? Chỗ này thầy sẽ viết lại một cái sinh viên, giả sử như là IT, sinh viên IT. Và cái sinh viên IT này thì được làm sao? Kế thừa từ từ sinh viên. Sinh viên IT thì kế thừa từ sinh viên. Đó, sinh viên IT được kế thừa từ sinh viên. Và nó nói rằng sinh viên IT này không phải là chắc, nên bắt buộc phải override lại một cái lớp mà chưa viết ở cha. Đó, override lại cái lớp mà chưa viết ở cha. Vậy thì trước tiên sinh viên của chúng ta lúc nãy có điểm không? Xóa hết rồi. Vậy bây giờ bên này mình sẽ khai báo điểm cho sinh viên IT. Giả sử như điểm Java 1. D Java 1,D Java 2. Mình có hai cái điểm. Được không? Mình sẽ viết lại hàm
Ham gì? Ham khởi tạo. Mình viết lại hàm khởi tạo. Insert. Sinh viên IT. Đó rồi, insert code. Contractor. Một là thừa kế lại cha. Hai là thêm hai cái trường mới. Sinh viên IT. Thêm hai cái trường mới. Thêm hai trường mới vô. Thêm trường mới vô. Làm gì nữa? Dict.java1 bằng Java 1. Java 2. Java 2. Như vậy chúng ta đã khởi tạo được cái sinh viên IT. Bây giờ chúng ta sẽ override lại cái phương thức mà trước đó của cha. Chúng ta sẽ insert code override methods, thì trong đó nó có một cái phương thức là get điểm trung bình đâu rồi, có không? Hả? Get điểm trung bình, get đâu rồi? Áp chắc kết điểm trung bình. Bên này chúng ta sẽ tạo lại cái hàm kết điểm trung bình này, override lại cái điểm trung bình. Và điểm của trung bình chúng ta là double, được chưa? Điểm trung bình của chúng ta là double và chúng ta sẽ override lại cái phương thức này bằng cách chúng ta sẽ return, giả sử như Java 1 cộng Java 2 nhân 2 chia 3 cho nó khác tí xíu. Như vậy sinh viên IT có điểm chưa? Có rồi. Xếp loại được không? Rồi. Điểm này ở đâu ra? Một là khởi tạo từ đây. Hai là Dũng nhập. Vậy thì bản thân cái hàm mà nhập, bản thân cái hàm nhập này nè, khi mình gõ chữ nhập sinh viên thì nó để là override. Thấy không? Thấy cái chữ override nó gợi ý ở phía sau đó. Vậy lúc này chúng ta chọn override thì nó cũng cho chúng ta một cái hàm tương tự super.nhập sinh viên. Super là ai? Super là cha. Như vậy cha đã có nhập rồi thì con xài lại. Con xài lại. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng cái con và chúng ta viết thêm gì? Add out điểm giá và một this chấm d java một bằng. Bây giờ mình ở đây mình thiếu scan. Thank you.
net double. Tương tự mình có điểm của Java 2 Java 2 mình có được nhập sinh viên, được không? Mình có thể mình override lại cái nhập sinh viên 2. Nhập sinh viên 2 hồi nãy có không? Sinh viên. À, mình bỏ luôn rồi phải không? Rồi, mình bỏ luôn cái nhập sinh viên 2 hả? Đây. Rồi, ok. Tí nữa mình sẽ viết sau cái đó. Bây giờ mình sẽ demo cái này trước đi. Sinh viên IT. Vậy bây giờ bên này sinh viên là không được rồi. Sinh viên IT bằng new sinh viên IT. Được chưa? Và sinh viên IT đi cho nó lạ. Chấm. Nhập sinh viên. Rồi, sinh viên IT chấm xuất sinh viên. Chạy. Mã sinh viên A, tên A, năm sinh 2003, điểm Java 1, điểm Java 2, điểm trung bình 7, xếp loại khá. Tất nhiên mình chỉ nhập Java 1, Java 2 thôi. Còn xúc cha là mình áp chất mà. Làm gì biết điểm mà nhập. Mình đang xài áp chất mà. Cha làm gì biết điểm. Được chưa? Rồi, nghỉ.